Xin chào anh em. Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh Xã Sệ Vốt. Hôm nay thì ba bố con nhà Xã Sệ sẽ chạy chung quanh ruộng đồng. Thời Covid rất là mát. Đấy. Và sắp mưa rồi. Và trời thời tiết hôm nay cũng rất là gió, gió mát lắm anh em ạ. Đấy. Nếu mà bình thường không biết anh em ở quê thì như nào, nhưng mà quê Xã Sệ thì nó mát lắm, tuyệt vời lắm. Ok, bây giờ thì bố sẽ chạy. Đấy, ấy gió đấy. Bây giờ bố sẽ chạy thì hai con sẽ chạy xe theo nhá. Ok nhá. Rồi ok, cho hai anh em đi trước đấy. Ok. Ok ok ok. Bắt đầu nhá. Ok. Đây là bắt đầu ba bố con nhà Xã Sệ sẽ chạy. Chạy theo gọi là lộ trình trên một cung đường anh em nhé. Đấy. Sao lại đâm vào đấy con? Rất là buồn cười cho anh Mr. Bon các bạn ạ. Mr. Bon xuống ngồi nhá. Đi kiểu gì mà bẩn hết xe rồi. Ok, đi thôi. Xuống ngồi. Đi thôi con bẩn ơi. Bẩn hết bánh rồi kìa. Cẩn thận đấy, cẩn thận, không sao đâu. Về bố con mình lại rửa xe. Wow. Phải nói là ôi. Cẩn thận đấy. Đây, đi vào đây con. Ok, bố đi trước nhá. Nào, cho con đi qua đã nào. Thời tiết hôm nay hơi hơi bẩn các bạn ạ. Bởi vì là mấy hôm vừa rồi là mưa. Đấy. Bây giờ thì sẽ cho cây thật cao. Cẩn thận đấy, cẩn thận đấy. Cẩn thận, cẩn thận. Nhanh 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 nhanh. Trời. What's up? Ừ. Đi đi. Cứ đi thoải mái không sợ đâu. Bây giờ thì hai bố con tôi sẽ đua xe. Ui ôi, con chim. Bón đẳng cấp ấy. Bón đẳng cấp ấy. Wow. Lại bị ngã. Áo vừa hành con. Tay đua kì kì. Nha. Ai, các bạn nhìn mình rồi. Bon cứ đứng một chỗ, Bon đứng đừng rung. Này tuột rồi kìa Bon ơi, đi nè. Bốc lên này. Này. Bỏ
cái pin ra cầm cho em đi, để em đi. Mệt.